Vâng, chào mừng các anh chị cô chú đã đến với kênh YouTube của Ngọc Tâm. Và hôm nay Tâm xin chào các anh chị cô chú là một lô đất thổ nằm ở mặt tiền đường của ấp Văn Hóa Lộc Trung với diện tích là 105m. Thì diện tích của nó là ngang 4m rưỡi, dài 23m, nở hậu là 5m, với giá là 1 tỷ 150. Thì hiện tại Tâm đang đứng ở đường cộng đồng Lộc Trung ha. Cái phía bên tay phải của Tâm là ra 85A, tầm khoảng 500m. Và cái hướng bên tay trái Tâm ra 15 Phước Hậu, tầm khoảng 1km nữa. Và đây, đây là miếng đất của mình đây. Đây, từ miếng cọc này, từ miếng hàng rào ha. Hàng rào thì đã xây kiên cố hết rồi, rào kẽm 70. Đây, miếng cọc này. Qua miếng cọc này là 4m rưỡi, dài xuống tuốt mấy tường dưới luôn mọi người. Đây, cho mọi người thấy ha. Đây, ta dài tuốt mấy tường như đây luôn là 23m. Thì cái chiều ngang nó nở hậu là 5m. Đây, dân cư thì đông đúc, tường bao quanh. Đây, dân cư mình đây. Mặt tiền này đừng nhựa nha mọi người. Đất mình đây, đất nền cao ráo ha. Thì cái đất này thì nó thích hợp cho mình xây nhà trọ, xây kho mini cũng được ha. Phía sau mình có cái nhà nữa đó. Này. Thì ở phía bên tay phải thì tầm khoảng 500m nữa là ra 85A. Thì ở đó thì nó gần Bách Hóa Xanh nè, trạm y tế, bệnh viện, trường học rất là nhiều luôn. Đây. Còn ra phía bên tay trái này nè, thì ra mới là Phước Hậu, tầm khoảng 1km nữa thì mình lấy mình rẽ trái thì về Long Thượng, mình rẽ phải thì về thị trấn Cần Giuộc. Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và cái giá ha. Cái diện tích tổng của cái lô đất này là 105m, ngang 4m rưỡi, dài 23m, nở hậu là 5m. Thì chủ gửi bán với giá là 1 tỷ 150. Và anh chị em cần thì liên hệ số điện thoại 0937 629 679, hoặc xem cái phần mô tả của Tâm ha. Và Tâm xin kết thúc video tại đây. Thì các anh chị cô chú lên xem YouTube của Ngọc Tâm thì cho Tâm xin một đăng ký ha, để Tâm có động lực làm thêm những clip tiếp theo và có những cái sản phẩm tốt cho anh em cùng tham khảo ha. Vâng, và bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại.